bởi vì nó loại bỏ toàn bộ khoảng trắng rồi. Nó chỉ đơn giản là cái lợi ích vậy thôi. Chúng ta kích vào cái file nén này, tải ngay số jQuery 3.2.1. Tôi sẽ tạo ra một cái project mới dùng nó trong này. Đây. Delete này. Tạo một thư mục mới là L07. Sau đó trong L07 này tôi bê cái file download kia tôi vứt vào đây. Đây, copy. Và tôi paste vào trong cái 3.2.1 đấy. L07 paste xuống. Và tôi tiến hành đổi lại cái tên. Như viết cái mấy cái chấm chấm này nhiều mệt lắm. Đổi lại tên thành jQuery.js. Sau đó chúng ta nhấc cái này vứt vào trong Shopland Text. Vứt đây. Thế là chúng ta có thư viện rồi. Và chúng ta tạo một cái file tên là index.html đi. Code.html trong này. Nhúng JS vào thì chúng ta thường nhúng vào cuối file đúng không? Chúng ta có thể là script có src bằng jQuery.min.js. Thế là đã có jQuery. Xong. Và bây giờ ví dụ như tôi sẽ có một cái thẻ H2 ở đây. Được chưa? Thẻ H2 ở đây có cái ID là target chẳng hạn. Xong. Thì chúng ta sẽ có thể code được như sau. Script. Khi mà đã có jQuery rồi chúng ta mới được phép code nhá. Cái này phải viết ở dưới cái việc chúng ta import cái thư viện jQuery. Chúng ta viết là $thằng target. Nhìn thấy giống CS không? Giống hệ CS đúng không? Cú pháp chẳng qua là đô la đóng mở ngoặc ở trong là một cái string. Sau đó đến là selector. Thế là xong. Chấm text bằng là FPT Polytechnic. Được chưa? Chạy. Test xem nó có chạy hay không. Được chưa? Code rất là nhanh, nhanh hơn rất là nhiều. Ngày xưa thì phải gì? Document Query Selector hoặc document.getElementById xong rồi chấm gì? Inner text bằng cái mớ gì đấy, đúng không? Nhưng mà ở đây chúng ta chỉ cần đơn giản là đây là xác định cái đo. Đúng chưa? Xong rồi chấm là sử dụng hàm truyền thêm cái tham số là cái string của chúng ta vào. Cái text này tương đương với inner text gì? Ừ. Đấy nó là cú pháp thôi. Chẳng qua là cú pháp của jQuery là chúng ta phải theo thôi. Chẳng có cái gì gọi là đặc biệt. Nó có chọn tất cả các target có cái ID đặt lên. Thử cái, biết ngay. Được chưa? ID nó chỉ nhận một cái thôi. Nếu mà class thì class nhá, thử nhá. Đây đúng không? Không nhỉ? Khi mà chúng ta có cái tag, có cái selector là ID thì nó chỉ tìm đến thằng đầu tiên thôi. Tuy nhiên nếu cái selector của chúng ta nó là lớp, là class hoặc là tên thẻ hoặc là thuộc tính thì nó luôn luôn là lấy ra là một mảng. Và chúng ta để ý này. Ở đây khi mà chúng ta chấm text một phát thì nó áp dụng cho tất cả các cái element có thỏa mãn cái selector này. Được chưa? Thế là xong. Đấy là về cái việc chúng ta khai báo và sử dụng cái jQuery. Đơn giản vậy thôi, đây là cái jQuery. Rồi, ok. Đây là cái query. Cú pháp của chúng ta sẽ như sau. Đô la. Sau đó đóng mở ngoặc tròn. Trong này là một string. Sau đó đây là đây là selector của CS giống như hệ. Thì ở đây J là JavaScript đúng không? Query là truy vấn. Dùng hầu hết là cái tác dụng đầu tiên của nó khi mà sinh ra là để xác định các cái đo. Xác định đo cho nó nhanh. Có vậy rồi. Đây chúng ta nhìn này. Cú pháp còn rất là ngắn. Đúng chưa? Cú pháp còn rất là ngắn và người ta dùng nó sẽ tiện hơn rất là nhiều. Được chưa? Đấy là cái đầu tiên của jQuery.
Sau đó chúng ta có cái đoạn chấm phía sau này. Chấm tên thủ à, tên hàm đúng không? Thì đây nó là khi mà chúng ta xác định một cái DOM rồi thì nó sẽ chuyển các cái thẻ này, chuyển thành các cái đối tượng thuộc về kiểu dữ liệu của Java của jQuery. Sau đó trong Java trong jQuery nó có viết sẵn những cái hàm trong cái đối tượng ấy, nó có viết sẵn những cái hàm để cho chúng ta sử dụng. Thì cái những cái hàm được viết sẵn đấy chúng ta gọi là API của jQuery. API của jQuery. Và bây giờ khi mà chúng ta đã sử dụng cái jQuery thì chúng ta chỉ phải học thuộc hoặc là cần biết trong jQuery nó hỗ trợ những cái gì để chúng ta áp dụng mà thôi. Thì đơn giản như ở đây chúng ta có chấm text này, đúng nhá. Chúng ta hoàn toàn có thể là chấm gì? Chấm HTML. Ở đây tôi viết là thẻ. Ví dụ tôi viết thẻ A này ha. Address thăng này. Rồi thì đây là thẻ A. Đúng chưa? Nó sẽ chấm HTML tương đương với là chấm inner HTML ở bên JavaScript thuật. Xong chưa? Rất đơn giản vậy thôi. Còn cái việc nếu mà chúng ta mong muốn nó là cái khi mà nó chờ đợi tất cả các cái element ở trên trang của chúng ta load xong rồi thì nó mới chạy ấy. Thì hồi trước chúng ta có onload đúng không? Onload đặt ở trên body. Bây giờ chúng ta không cần cái trò đấy nữa. Mà chúng ta có là gì? $document. Đây là tài liệu. Set cái tài liệu. Chấm ready function. Đây là cú pháp onload cho tất cả các thứ tải xong. Thì là tài liệu này sẵn sàng thì chạy cái code nằm trong cái function này. Được chưa? Ừ, muốn viết cái gì viết ở trong này. Nó đảm bảo hơn. Được chưa? Nó sẽ không bị chờ về cái việc và sau khi viết này chúng ta có thể là đặt nó ở chỗ nào cũng được. Đặt trước đặt sau đều được cả. Xong chưa? Đó. Đấy là cái chúng ta xác định những cái xác định DOM nhá. Tiếp theo này. Một cái phần nữa rất là nổi tiếng ở trong jQuery này. Đó là sự kiện. Chúng ta xét sự kiện. Ví dụ như ngày xưa, ví dụ tôi muốn là khi mà tôi bấm vào đây, tôi bấm vào cái thẻ H2 này thì tôi sẽ alert cho một cái gì đấy. Hoặc là tôi bấm vào cái thẻ H2 thì bây giờ kịch bản tôi sẽ như này. Khi tôi bấm vào thẻ H2, được chưa? Thì nó sẽ bật ra một cái prompt. Trong cái prompt tôi viết cái gì tôi enter xuống thì cái thẻ H2 đấy sẽ được chuyển cái text ở trong cái thành cái thẻ, thành cái nội dung chúng ta vừa mới viết. Thì bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? Xác định, đầu tiên là chúng ta xác định thẻ H2 này. Xét sự kiện chủ của nó là như kiểu ngày xưa chúng ta là add event listener đúng không? Còn bây giờ chúng ta không cần cái trò đấy nữa. Ví dụ như sau. Vẫn là target. Được chưa? Target này. Chấm on. On. Cú pháp của on sẽ như sau. Chúng ta có rất nhiều cách nhưng mà bản thân tôi thích dùng cái on này. Cho nên tôi dạy các bạn cái này. On. Click. Đấy nhỉ? Khi nhận sự kiện click, khi mà cái thẻ có class của ta biết nhận sự kiện click thì sẽ thực hiện những thứ sau. Phải function. Đấy nhỉ? Thì thực hiện những thứ sau. Và new text bằng prompt write something chẳng hạn. Được chưa? Sau đó là $this là cái gì? Chính cái thẻ ấy. Được chưa? Chính cái thẻ đấy sẽ chấm text bằng gì? New text. Thử cả. Ủa đây rồi, ok. Cái này tôi phải viết text vào đây. Đây là click me, click em. Được chưa? Click vào. Click rồi đấy. Được chưa? Của thằng nào thằng ấy sướng. Nói nhiều.
đúng chưa? Xử lý được cái kia nữa, được chưa? Thì ở đây logic của nó là gì? Khi mà chúng ta viết cái này ra thì nó luôn luôn tròn, được chưa? Java Snip nó sẽ jQuery nó sẽ quét qua toàn bộ màn hình một lần, sau đó nó sẽ luôn luôn chờ cái sự kiện click vào của cái kẻ này, cứ mỗi lần click lại thực hiện đi thực hiện lại cái function nằm trong, được chưa? Đấy là cái logic của nó. Em thể giả dụ nếu mà em có class giống nhau mà anh muốn chỉ kiểu xác định đến cái thẻ đầu tiên, dùng mấy ID cho nhanh. Nhưng mà giả dụ em phải class bắt buộc, lúc ấy em bắt buộc class, bắt buộc class gì? Thế vậy chúng ta phải xem cái này nó là cái gì. Đây tôi tạm thời cắt cái này đi nhá. Được chưa? Tôi pẹt nó xuống. À thôi được rồi. Đây. Tôi comment luôn cái mớ này vào. Được chưa? Để cho chúng ta về có cái tham khảo. Tức là bạn có rất nhiều cái đối tượng nhưng mà bạn chỉ muốn dùng cho thằng đầu tiên thôi đi. Rồi. Thằng ở giữa làm cái gì vậy? Em biết cái phân chia. Em giả dụ nhảy ở giữa. Có nhiều cách, có thể là ID, có thể là thuộc tính, có thể là thêm một class khác vào. Có một cái là nhiều class. Ừ. Mày bị ngáo à? Một thẻ HTML không thích đặt bao nhiêu class chả được. Sao còn thắc mắc nữa không? Thế thôi nhá. Rất mệt. Được chưa? Đây là cái sự kiện on. Trong cái on này thì các bạn thích viết cái gì vào cũng được, mouse over, mouse out, mouse move, rồi thì đủ các thể loại các cái sự kiện của chúng ta. Được chưa? Đây là cú pháp đầu tiên là ta sẽ on tiếp. Xong nhá, on cái hàm on này thì nó có hai tham số. Tham số đầu tiên là sự kiện. Tham số thứ hai là cái hàm xử lý khi mà cái sự kiện được xảy ra. Được chưa? Đấy là cú pháp. Nếu mà tôi không thích, các bạn mà không thích viết cái hàm on này, yeah. Nếu các bạn trong trường hợp không thích viết cái hàm này thì các bạn hoàn toàn có thể là chấm click là xong, viết cái function ra như này cũng được, ngắn hơn không sao à, chuyện này chuyện bình thường. Tuy nhiên nếu mà các bạn viết on như này, yeah. Nếu các bạn viết on như này, các bạn đọc ở đây nhá, thì đây là ta viết tới, tức là nó chỉ nhận duy nhất cái sự kiện click thôi, được chưa? Tuy nhiên nếu các bạn thích, các bạn viết on cái kia, nếu mà viết on này, được chưa? Đây nhá, các bạn coi này, click này, rồi thì mouse over, được chưa? Thử nhá. Đấy, tôi chưa kích gì cả. Được chưa? Kích cái nữa này. Sao? Với cái on thì chúng ta có thể lắng nghe được nhiều sự kiện. Được chưa? Có cái sự kiện nào kích ra ngoài. Kích vào trong rồi không kích ra ngoài. Blur. Được chưa? Đấy, đấy là cái lợi hại của thằng on này. Xong nhá. Thế nếu mà bây giờ tôi muốn có cái trò, tôi sẽ có cái này. À, thẻ button ở dưới này đi. Thẻ button này đi. Thì đây tôi cho nó một cái ID là đàn em. Đây try. After. Đây là after button. Được chưa? Không nhá. Bây giờ các bạn coi nhá. Tôi hoàn toàn có thể là tôi set cái sự kiện là khi mà cái thằng button này được kích này. Được chưa? Khi mà thằng này được kích thì nó sẽ tự động chuyển đổi màu của nó. Ví dụ như sau, tôi có một class, một cái style ở đây. Là bg-red là background red, bg trừ green
là background green. Như này được chưa? Bây giờ mặc định cái thằng button này đang có class là bg-green. Mỗi khi thằng button này được kích thì nó sẽ đổi màu, đảo màu. Thì giờ chúng ta với jQuery chúng ta làm nào. Đây, tôi làm cho các bạn xem. Đô la, đây là cái gì? After đúng không? Chấm on click thì function chúng ta sẽ có gì? Ở trong jQuery nó cung cấp sẵn cho chúng ta là đô la z chấm remove. Từ bình tĩnh. Đây, chờ tí. If $this chấm has class là bg trừ green. Nếu cái thẻ hiện tại đang có cái class bg green cái này, đúng chưa? Thì $this.remove class bg-green, sau đó là $this.add class bg-red else ngược lại. Nhìn thấy công kênh không? Xử lý khá là công kênh đúng không? Nhiều đọc có hiểu không? Dịch đi, dịch dân. Khi cái loop có cái ID là after này được click thì chúng ta sẽ là kiểm tra nếu cái thẻ ID has class, has là gì? Có cái lớp bg green thì sao? Cái thẻ ID sẽ thế này, xóa cái lớp bg green đi, sau đó thêm cái lớp bg red vào, được chưa? Nếu mà trong trường hợp cái thẻ này không có cái bg green thì sao? Xóa cái bg red đi, thêm cái bg green vào, được chưa? Rồi xong. Được chưa? Rồi để toggle cái nút, cái màu của nút. Xong chưa? Rồi tiếp này. Tôi hoàn toàn làm được cái trò này nữa này. Đây là những cái hàm có sẵn trong jQuery nhá. Từ từ bình tĩnh á, tôi giới thiệu qua một vài những cái hàm đã hay sử dụng đã. Được chưa? Nãy giờ chúng ta có hàm on, hàm click, hàm has class, remove class, add class, được chưa? Bây giờ thêm một cái hàm nữa này. Khi mà tôi thay đổi cái tag này xong, tôi muốn mỗi một lần thay đổi cái thẻ H2 kia, thay đổi tag ở trong cái thẻ H2 kia thì cái thẻ bắt từng của tôi sẽ được đổi màu luôn. Mặc dù tôi không kích vào trong cái thẻ bắt từng. Thì giờ tôi làm nào? Tôi có đô la thăng là after.trigger. Trigger là cái gì? Cái cò súng ấy. Thấy chưa? Trigger. Cò đạn sẽ bắn ra khi cò được bóp đúng không? Thì trigger ở đây nghĩa là nó sẽ thực thi một cái sự kiện nào đấy cho cái đối tượng này. Thì đây là trigger cái click. Được chưa? Thử cái nhé. Hover rồi nhé. Đây click rồi. Thấy gì? Chuyển sang đỏ đúng không? Bây giờ tôi làm lại cái nữa này. Cái nữa. Sao? Cái nữa. Trigger là gì? Dùng JavaScript để tác động đến cái thẻ ấy theo một sự kiện nào đấy mà chúng ta không cần phải thò tay vào được à? Hả? Cái gì? Chúng ta set sự kiện cho nó trước, sau đó chúng ta trigger cho nó khi mà thực hiện một cái hành động khác. Hoàn toàn thì làm được này, kiểu dạng dây chuyền.
khi làm cái này thì thằng khác cũng được làm theo. Được chưa? Đấy là một vài những cái hàm hay ho của JavaScript. Đây click vào đây. Kia. Nghĩ lại từ từ đã. Nó khá là hay, nhưng mà nếu mà chúng ta không nhìn kỹ thì nó rất là khó hiểu. Ở trên nó là chúng ta biết sẵn cái sự kiện luôn luôn chờ cái sự kiện click vào cái thẻ bắt từ actor đúng không? Ở dưới này chúng ta thực hiện cái việc click vào bằng JavaScript thôi. Được chưa? Trigger kiểu là bóp có súng. Được chưa? Đấy. Đấy là cái vài cái hàm hay ho của jQuery. Còn muốn các bạn muốn tìm hiểu nhiều hơn về jQuery thì chúng ta có như sau. Ôi chẹp đi. Các bạn vào trang jQuery này, các bạn nhìn thấy API document này không? Kích vào đây. Trong này liệt kê tất cả các cái hàm của jQuery cung cấp nhiều lắm. Đây con đây này. Cái thanh scroll đây này. Nhìn chưa? Cực kỳ nhiều. Cháu mệt nghỉ luôn. Rất là nhiều. Cho nên là thực tế ra ấy, chẳng có thằng dev nào trừ cái thằng viết jQuery ra nó nhớ được tất cả các hàm đâu. Chẳng có thằng nào nhớ được cả. Chúng ta nãy giờ tôi hướng dẫn chúng ta chỉ là hướng dẫn chúng ta cách xác định thẻ này và cách dùng các hàm thôi. Chứ tôi cũng chẳng giới thiệu gì chúng ta là cái hàm này chi tiết nó như thế nào ra làm sao. Đúng không? Muốn xem cái gì thì chúng ta search. Ví dụ như sau này. Ví dụ tôi muốn là nhét thêm một phần tử vào trong một cái thẻ chẳng hạn. Đúng không? Thì chúng ta có thể search là jQuery add element to div chẳng hạn. Luôn luôn cú pháp ban đầu là jQuery. Sau đó là những cái hành động nó làm cái gì, và tốt nhất là search bằng tiếng Anh nhé, đừng search tiếng Việt không có đâu. Được chưa? Đây nó bật ngay chúng ta cho là cái hàm append. Nó bật ngay chúng ta cái hàm append luôn, chẳng phải làm gì thêm. Làm vào rồi vào đây thì mới đọc về cái cách dùng của nó đây. Lớp cái class container append thêm cái thẻ H2 vào. Thế là xong. Thế thôi. Được chưa? Chứ nó chẳng có cái gì thêm. Đây nó có ví dụ dưới này này. Đây. Thẻ p append document create take note là hello. Đây. Thẻ p của chúng ta I would like to say append là document create take note là hello, thì nó viết chữ hello ra đây. Đây là cái take, cái thẻ take. Nó chẳng có thêm cái gì cả. Đây. Nó thêm cái đoạn hello này vào. Các bạn thấy trên là một đoạn, dưới một đoạn khác đúng không? Nó tách ra hẳn của hai cái tách khác nhau. Và cái này là sinh ra từ JavaScript. Đấy là hàm append. Vậy thôi. Thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn những cái hàm mà nó hay được dùng thôi. Chứ còn hàm cứ cái nào mà tôi nhớ, tức là cái đấy được hay được dùng. Còn những cái nào mà tôi không biết, tức là cái đấy tôi chưa dùng bao giờ. Có thế thôi. Thì chúng ta có hàm, những cái hàm hay dùng là những cái hàm như sau. Hàm toggle. Hàm này là hàm đầu tiên. Toggle là bật tắt. Nó kiểu dạng như này. Ví dụ nhá. Đây, ví dụ tôi có cái bgred này nhá, được chưa? On click này tôi tạm thời tôi comment cái mới này vào. Mỗi khi click thì tôi sẽ có là $this. $this. À nhầm, không có cái này. Chấm toggle. Các bạn thử xem nó như nào nhá. Ở đây chứ quên. Ủa không chạy. À tôi viết sai rồi. Hai chữ g. Thank you.
Toggle là gì? Ẩn và hiện. Ẩn hiện, ẩn hiện. Đây là cái hàm đầu tiên, hàm toggle. Được chưa nhỉ? Cứ ẩn hiện, ẩn hiện, ẩn hiện. Tiếp theo chúng ta có toggle class BG. Chúng ta xem nhé, xem chi tiết nhé. Con nhìn đến cái class này không? Được chưa? Đâu, đây là cái thẻ button mặc định. Đây là thẻ button mặc định mà. Được chưa? Toggle và toggle class. Các bạn cứ nhớ được cái chữ toggle là bật hoặc tắt. Thế thôi. Nhớ không nhớ được hết đâu, tôi cũng chẳng nhớ hết nữa là toggle. Trigger thì dễ rồi đúng không? Trigger nãy chỉ rồi đúng không? Hàm ra hàm trigger. Rồi hàm van. Cái này là viết tắt của từ value đấy. Được chưa? Ví dụ tôi vào đây. Nói chung là về cái phần này thì chúng ta để học chắc là cũng phải đến Tết Công Gô chẳng hết. Đấy. Input, cái thẻ input khi mà nhận sự kiện keyup. Được chưa? Thì chúng ta có một cái biến value bằng zip.van. Tức là lấy những cái giá trị nằm trong cái thẻ input này ra ngoài, gán cho cái biến van. Sau đó cái thẻ P ở dưới, thẻ P trên kia, chúng ta sẽ set text vào cái value. Thì là nó sẽ kiểu dạng là như kiểu là đúng kiểu như là như kiểu real time ấy. Tôi viết cái gì thế này? Tôi đang giữ đây. Của tôi nó không giữ được thế. Tôi không giữ được thế. Đám đám. Máy tôi không giữ được thế, giờ tôi biết làm nào. Được chưa? Rồi, van là hàm lấy giá trị. Và cái hàm van nó chỉ áp dụng những thẻ gì? Thẻ input là 1 này. Thẻ take area là 2 này. Thẻ gì nữa? Select là 3. 3 loại thẻ, 3 loại thẻ trong form. Được chưa? Tiện đây có gì? Keyup. Chúng ta có chấm keyup, chấm keydown, chấm keypress. Giá trị của con khỉ, số con khỉ. Phím key là phím up, nhấc lên. Thả thằng rút tiếng Anh bẩm sinh à? Mày học ở đây đến 3 năm rồi cơ mà học bằng Anh. Key là bàn phím, up là nhấc lên, được chưa? Key tức là ấn xuống này. Khi mà cái phím của ông nhạc phím ra nó nhấc lên thì cái sự kiện này được chặn. Được chưa? Còn key down là ấn xuống. Ấn xuống là sự kiện nó chạy. Tôi chỉ nói là sự kiện nó chạy thôi. Còn hiện nay không có chuyện khác. Thật mà. Nếu ông bấm phím F1 thì hiện ra cái gì? Phím F1 lần F1 thì làm gì có giá trị thì mà hiển thị. Phím Enter thì hiển thị cái chó gì. Đúng không? Đấy, phải xem lại cái mối sự kiện đi. Được chưa? Cái bọn mobile này thì tệ mẹ chúng nó. Bởi vì chúng nó sau này chúng nó cũng chưa chắc đã học, đã dùng đến cái này. Nhưng mà mấy cái thằng web là phải dùng đến thì phải nhớ. Chúng ta có key up, key down, key press. Rồi thì hàm đấy, chấm text là hàm viết chữ vào trong. Cái này chúng ta biết rồi. Hàm chấm gì nữa? HTML là viết HTML vào trong. Tiếp theo là mấy cái hàm, ví dụ như kiểu dạng là, để tôi kiếm cái hàm nào hay hay tí. À đây, có hàm này. Fade in.
Được chưa? Fade in. À đây fade out chứ. Fade in, fade out. Nào nha, fade out đi. Thấy gì? Đấy. Tôi cho tăng thời gian lên nhá. À, để coi nào. Đúng rồi. jQuery fade out. Hình như nó có xét thời gian nữa cơ, không nhớ lắm. Đây này, duration này. Ví dụ tôi cho nó là 3 giây. Đúng rồi. Hay phết à? Giờ biết hay à? Mày học xong GS nâng cao rồi cơ mà. Hả? Mày thì có dùng cái gì bao giờ đâu hả Tiến? Được chưa? Nó nhiều lắm, tôi không nhớ được hết đâu. Fade out rồi fade in rồi các thứ các kiểu. Ví dụ như ở đây tôi viết xong thì nó sẽ fade in này. Fade in là bay vào. Tôi hay dịch cái này gọi là bay vào và bay ra. Ảo ơi, ồ quá. Cái này là khoảng 2 giây. 2 giây là 2000 mili giây. Đây, bay ra. Đấy, mm. Viết ở đây xong. Bay vào. Đấy, nó tính giây. Xong. Nhiều trò lắm, JavaScript nhiều trò lắm. Rồi thì đây, còn trò này nữa. Các bạn biết cái ví dụ tôi viết cái này nhá. Tôi viết cái này. Đây thẻ thẻ P này. Lorem các thứ các kiểu. Được chưa? Khi mà tôi bấm cái này. Bấm cái này. Comment này vào thì tôi sẽ có đô la thẻ P chấm empty. Empty là gì? Rốt lại. Empty là trống. Trống rỗng ấy, là trong không có gì ấy. Chúng ta hay có cái trò bấm vào thùng rác này thì có là empty recycle bin ở trên Windows, đúng không? Đấy, bấm vào đấy thì nó làm trống đi nè. Nhớ chưa? Trống chưa? Thì là làm rỗng cái thẻ đi. Đây chúng ta xem. Đây nhá, đúng không? Đây tôi có thẻ P này. Đây nhá, thẻ P có nội dung này. Được chưa? Click vào đây. Đấy, thẻ P vẫn còn. Tuy nhiên nội dung nó bay hết. Hàm này ý nghĩa là xóa trắng cái nội dung ở trong. Được chưa? Ở trong có gì xóa hết. Còn chúng ta còn một cái hàm khác nữa. Ngoài cái hàm empty này ra là chúng ta có hàm là hàm remove. Remove là gì? Loại bỏ. Nhá, thì ở đây chúng ta sẽ thấy này. Đây có thẻ P đúng không? Thẻ P bay mất rồi đúng không? Xóa thẻ P khỏi màn hình. Thì đấy nó là cái hai cái sự khác nhau. Empty là xóa trắng nội dung ở trong, còn remove là xóa luôn cái thẻ đấy đi. Hai cái sự kiện này khác nhau. Và trong jQuery nó hỗ trợ cực kỳ nhiều rồi, tôi cũng chẳng nhớ được hết đâu, kệ các bạn. Đấy là việc các bạn phải xem nốt. Thấy chưa? Đấy là cách dùng và cách thứ nhất là jQuery là gì này. Sử dụng tải nó như thế nào này, import nó vào trong web của mình này, rồi thì xác định các DOM này, rồi thì xét sự kiện này và sử dụng các cái hàm có sẵn ở trong cái jQuery này. Sao? Có thắc mắc gì nữa không? Hết rồi à? Thực ra nó cũng chẳng biết gì mà. Ông phải dùng nhiều vào thì mới biết được, chứ còn không dùng ấy thì chẳng bao giờ ông biết được cái gì về cái jQuery này đâu. Đây tôi còn chưa động, tôi chưa thèm động đến Ajax. Bọn mobile nó không cần học Ajax cho nên tôi không chỉ Ajax thôi, còn nhiều thứ lắm. Bây giờ đấy là cái jQuery. Và cái jQuery này ngoài cái việc là nó cung cấp chúng ta cái việc code ngắn hơn, xét sự kiện nó dễ dàng hơn và làm tương tác với các cái thẻ ở trên giao diện nó dễ hơn ra, thì nó còn là còn có cái tác dụng rất là lớn nữa. Đó là nó là nền tảng cho rất là nhiều các cái thư viện JavaScript khác.
nữa. Ví dụ như thư viện Cúc Chát, các bạn nghe Cúc Chát rồi đấy. Nếu bạn nào quan tâm một tí về cái web biết Cúc Chát là cái gì, cái một thư viện rất nổi tiếng của bên web để làm về giao diện, thì cái JavaScript của Cúc Chát này nó cũng phụ thuộc, nó cũng xây dựng trên, nó gọi là based on jQuery đó. Ví dụ như sau, ví dụ tôi vào cái Bootstrap getbootstrap.com sực đốc đây, các bạn chỉ cần xem thôi nhá, tôi chưa cần các bạn phải làm cái này làm gì cả. Đây ví dụ Bootstrap tôi có thể sử dụng bằng cách là tôi nhúng cái link này vào. Bây giờ tôi tạo một file mới, đây is beyond. Nếu tôi nhét cái mớ kia vào đây và tôi chạy cái file này, tôi chưa viết nội dung gì, bảo tôi cứ thích thì tôi chạy thôi. Chúng ta F12 lên, chúng ta nhìn thấy cái lỗi này đúng không? Lỗi này ý nghĩa của nó như này: Bootstrap JavaScript require jQuery, và bắt buộc phải nhét cái jQuery vào trong này và phải viết trước cái đoạn là viết trước cái đoạn này, cái đoạn là maxcdn bootstrap trong con bootstrap gadmin này, viết trước cái này thì mới sử dụng được. Và cách dùng, cách sửa của chúng ta rất dễ, đó là xách cái jQuery đâu nhỉ, đây, xách cái jQuery này vứt sang chia sang bên kia là xong, copy cái này vứt sang, viết trước nhá, nhớ là viết trước nó thì hết lỗi luôn, được chưa? Thì đấy nó là cái phần nó đấy là cái base on, xong chưa? Tiếp theo này, với giao diện web ấy thì các bạn có thể dùng rất là nhiều những cái thư viện có sẵn. Ví dụ như tôi bấm vào cái JavaScript của thằng Bootstrap này chẳng hạn, tôi bấm vào cái model, các bạn nhìn thấy cái trò này không? Bấm vào nó bật ra một cái model nằm ở trên, được chưa? Chúng ta hoàn toàn có thể làm được cái này bằng cách là đi copy hết nội dung của nó, rất dễ, viết vào đây và chúng ta chạy thôi. Đây cái nút đúng không? Đấy, xong. Nhưng mà bắt buộc phải có jQuery của nó thì mới chạy được. Còn cách dùng chỉ có thế này thôi, chúng ta chỉnh sửa nội dung ở trong. Ví dụ như con đoạn đây là nội dung của model, được chưa? Chúng ta chỉ chỉnh sửa những cái nội dung ở trong thôi, bật lên, tắt nó xuống, tắt nó đi. Đấy, thế sao? Còn nhiều thứ ở trong này nữa, ví dụ như kiểu là tab này chẳng hạn. Bên mobile phải quen thuộc với cái màn hình kiểu như thế này, đúng không? Các bạn cứ bấm một cái gì đó là hiển thị sổ ra một cái grid khác, một cái layout khác, đúng không? Đấy. Còn ở bên này thì dùng nó dễ hơn rất là nhiều, bên web dùng nó dễ hơn rất là nhiều. Lại đi copy. Đấy. Tất cả chỉ là đi copy thôi, đúng nhỉ? Chẳng phải viết cái gì, đi copy. Học web sướng lắm. Hả? Cái gì? À, đi thi thì không làm cái này. Đi thi chúng ta không làm cái này. Đây tôi dùng cho các bạn hiểu thôi. Đấy, đấy, đấy. Ví dụ như thẻ, đây là thẻ, các bạn để ý này. Cái thẻ LI này nó sẽ đại diện cho cái area control là home đúng không? Chúng ta kéo lên cái này có ID là home này. Đây là tab home, tôi phải sửa lại. Đây là tab home. Đây là tab profile. Đúng rồi, mất mạng là thôi ăn cứt. Tab home này, tab profile này. Được chưa? Dễ ò mà, có gì đâu. Đấy, đây là một cái. Bootstrap thì nó tác động đến cái giao diện nhiều hơn. Ngoài ra, ví dụ như chúng ta còn nhớ cái prompt, rồi còn nhớ cái alert không? Cái alert ở trong JS ấy. Ví dụ là chúng ta viết ở đây script này, alert 123, ví dụ như này hả,
tắt bố cái này đi. Đây, nhìn nó xấu mù mù đúng không? Chúng ta hoàn toàn có những cái thẻ, có những cái thư viện khác để làm nó đẹp hơn, ví dụ như kiểu là jQuery Bootbox. Đây, bấm vào example này, alert này, run example này, đủ đẹp chưa? Dùng có mỗi dòng này thôi, đây, có mỗi cái đoạn này thôi. Thế là xong. Còn cách sử dụng nó thì dễ òm, đây, cái khác này. Rồi thì đây, nhìn không? Đấy, dễ lắm. Còn tải nó gì? Dùng nó thì bấm vào đây download. Xong, bootbox min.js có mỗi file. Lại show in finder. Copy. Vứt vào đây. Rồi xong. Xong rồi dùng nhớ là import cái đấy ở phía dưới của cái JS này. Copy vứt dưới. Bootbox.min.js đúng không? Rồi xong. Bây giờ chúng ta sẽ dùng cái alert này, thì chúng ta không dùng như này nữa mà chúng ta sẽ sử dụng là bootbox.alert. Đây là mình thích thì mình viết thôi. Nhầm, đây. Làm alert rất đẹp và cũng rất là nhanh. Viết mỗi cái này xong. Rồi confirm. Rồi thì confirm. Ví dụ như bạn có muốn chết không? Ví dụ như này chẳng hạn. Ồ chết rồi, tèo rồi. Require a callback đây. If RS có else không thiếu cái đóng ngoặc. Bạn cũng muốn chết không? Ok, có. Cancel không? Dùng rất là nhanh. Đây là một cái dạng thông báo, thư viện thông báo ở trong JS của chúng ta. Còn nữa, các bạn còn nhớ cái bài validate không? Còn nhớ bài validate không? Viết khổ nhỉ? Cũng hơi khổ đúng không? Chúng ta có jQuery validate. Có hết luôn mà. Cũng đi cóp. Nhưng mà cái này không cóp được dễ vậy đâu. Ví dụ tôi chờ tí để tôi đây vào rồi đúng không? Chúng ta tiến hành download này. Download được rồi. Đây download này. Ủa? Có mỗi chỗ này à? Mua con khỉ. Demo và mua. Chẳng biết cái gì. Đây rồi, đây rồi. jQuery validation. Tải thằng này về thì cũng dùng ở dưới jQuery nhá, thì mới dùng được. Đấy là lý do vì sao mà người ta gọi là based on jQuery. Đây, jQuery validation này ông giải nén nó ra này. Đây, jQuery validation này. Xong. Chúng ta nhìn thấy cái thư mục disk này không? Chúng ta đổi tên nó và copy vứt sang project của mình. Xong. Tôi sẽ tiến hành tạo một cái file mới. Đây là validate.html. Xong. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng là cái gì nhỉ? Script src
bằng jQuery.min.js đã picket dòng này lên. Và chúng ta sẽ có là thêm là jQuery-validation sược jQuery.validate.min.js. Xong. Ở trong này chúng ta sẽ có một cái form viết JavaScript vào đây. Đây là ID của form. Đây là form ID form luôn. Method gì tôi không quan tâm. Được chưa? Trong này chúng ta sẽ có những cái div. Có input text, name đây là username, placeholder username, sau đó duplicate thằng này lên, đây là password, đúng không? Sau dưới cùng lại có một cái div nữa, đây là button, type và submit. Xong, chạy cái giao diện này. Đây, username, password, submit đúng không? Như bình thường nếu mà chúng ta bấm vào đây nó sẽ bật ra cái lỗi. Hôm trước chúng ta làm jQuery nó JavaScript nó rất là khổ. Bây giờ tôi viết cho nó đỡ khổ hơn này. Đô la ID của cái form kia đúng không? Chấm validate. Chấm validate như này thôi. Chúng ta để ý cái thằng này có name là gì? Username này. Rule. Rule là luật đúng không? Tạo ra luật. Bây giờ chúng ta có luật như sau. Username require true. Hoặc đây là cách viết dài. Còn nếu chúng ta không thích viết dài, chúng ta viết như này là xong. Như này là xong. Thử cái. Ủa? Xong được nhỉ? À đúng rồi. Được chưa? This field is required. Được chưa? Là cái thẻ này cần phải điền dữ liệu. Xong nhờ. Gì nữa? Nếu tôi muốn sửa cái message hiển thị ra theo bằng tiếng Việt thì tôi sửa cái gì? Phải message. Đây là username hai chấm cho cái require này, message cho cái thằng require này là vui lòng điền tên tài khoản. Thấy chưa? Muốn sửa cái gì thì sửa. Viết rất là nhanh. Cho màu đỏ chúng ta phải sửa lại. Sửa lại style cơ. Cái đấy nó hơi khó hơn một tí. Nhưng mà quan trọng là chúng ta hiển thị được ra đã. Đúng chưa? Hiển thị được ra và sửa được lỗi đã. Màu đỏ, màu đen thì tính sao? Đúng. Nhưng mà các bạn sẽ phải làm bài tập về cái này. Quan trọng là các bạn không được dùng cái này thì đi thi. Còn bài lab 7 thì chúng ta sẽ làm về nó. Bài lab 7 thì sẽ có một, chắc chắn sẽ có một bài validate dữ liệu kiểu như này. Còn đi thi thì chúng ta, tôi nói đề rồi, là sẽ có một cái slideshow và một cái phần validate dữ liệu code tay. Chẳng biết được. Tôi chưa nghĩ ra. Được chưa? Đó. Còn cái bài này thì cái bài viết kiểu này thì chúng ta sẽ phải làm buổi tới để lấy điểm. Thế thôi. Đấy là một vài những cái ứng dụng của jQuery cho cái việc xây dựng web và những cái thư viện xây dựng xung quanh jQuery. Và jQuery là core rất là nhiều thứ. Và tất nhiên khi mà các bạn sử dụng cái này thì
ứng dụng của nó cũng nhiều, nhưng mà đang trên thế giới hiện tại đang có xu hướng là loại bỏ jQuery khỏi web. 5 năm nữa thì jQuery sẽ biến mất khỏi website. Thì chuyện bình thường mà các ông học chẳng qua là học chương trình chậm so với thế giới thôi. Mấy nữa ông ra trường người ta bỏ luôn cả lập trình. Đó, bởi vì jQuery nặng, thật sự là thằng jQuery so với các cái thư viện khác xử lý nó cồng kềnh và khó kiểm soát cái luồng dữ liệu, cho nên là người ta đang có mong muốn là bỏ cái jQuery đi, thay thế về bằng JavaScript thuần, thay thế bằng JavaScript thuần lên chuẩn S6, S7 và chuẩn bị có S8. Và nó sẽ thay thế bằng các cái framework, front-end framework khác. Còn JavaScript thì các bạn có thể làm được cái việc như sau nữa này. Ví dụ như, để tôi coi lại hôm qua tôi vừa ngồi tôi nghịch tí. PHP này. Đây, chat chẳng hạn. Nodemon. Cái index rồi sao bây giờ các bạn coi nhá, đây là một cái ứng dụng tôi hoàn toàn code bằng JavaScript 100% này. Thì ở đây chúng ta có ví dụ như kiểu là localhost 3700, thấy chưa, đây là ông Thiện TH, đây là hello. Ở đây tôi mở thêm cái tab bên này nữa, mở thêm một cái trình duyệt nữa. Rồi đây, thấy chưa? Đây là hai cái trình duyệt khác nhau nhá. Lên chưa? Đây. Nói thêm lúc nữa thằng Tiến nó chuẩn bị bỏ học. Rồi đây nhá. Đây là ông Tiến NM đúng không? Ừ thì hello. Hai cái cùng chạy. Nếu mà cái này tôi đưa lên web, tôi đưa lên một con server nào đấy, tôi gắn cho nó với domain, thì các bạn đây là ứng dụng là chat real time. Vậy thôi. Code này, đây tôi bê code rồi các bạn này. Toàn bộ đều code bằng JavaScript. Nó không có gì gọi là cao siêu cả đâu. Ngắn lắm. Đây. Đây một dòng, một file. Và viết cái thứ kiểu này. Đây là cái cổng 3700 lúc nãy ấy. Tiếp theo là cái view JavaScript, đây cũng một file nữa. Đây, span, spear. Và một file JS, public, chat JS, đây, có bằng này chữ rồi. Nếu các bạn tìm hiểu chắc cái này mất độ khoảng một buổi chiều là sao? Thật, mất một buổi chiều là sao? Tôi code cái này chắc mất độ khoảng tiếng. Hôm qua vừa nghịch xong, lâu lắm rồi không được code, tự nhiên ngồi thèm code nên là viết ra. Đó, cái này là một trong những ứng dụng của JavaScript. Các bạn nhìn thấy khi mà thằng này viết ra cái gì, thằng kia gần như là ngay lập tức nhận được, đúng không? Cái này liên tưởng đến cái gì, có biết không? Notification. Ví dụ các bạn viết một thông báo gì, tất cả các bạn bè các bạn nhận được, đúng không? Giống kiểu notification. Còn giống như là những cái ứng dụng kiểu dạng như kiểu là Trello các thứ các kiểu, là nó sẽ theo dõi công việc ấy, nhưng mà khi mà thằng nào làm cái việc gì tất cả người trong team đều biết. Thì đấy nó là một trong những ứng dụng của cái thằng này. Được chưa? Thì đấy là cái xu hướng. Và thực ra bây giờ nó cũng chẳng còn là xu hướng nữa rồi, nó bị cổ rồi. Nó mới với các bạn thôi. Được chưa? Đấy là về cái bài học ngày hôm nay, là về jQuery cũng như là những cái ứng dụng của jQuery, các cái thư viện của jQuery đi kèm với nó để sử dụng. Được chưa nhỉ?
Thank you.